Muốn một lúc là cháu Đào trao lại hết những khoản quỹ mà còn dư lại nãy cháu Đào vừa kê khai là hơn 13 triệu đồng. Cháu Đào xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Các bác ơi, trước lúc vào nhà của bé Nui thì cho cháu Đào xin của các bác 2 phút để quảng cáo những mặt hàng mà hiện tại trên kênh của cháu Đào đang bán. Đấy, cô bác nào có nhu cầu mua ủng hộ cháu Đào thì liên hệ với lại số điện thoại mà cháu Đào để ở trên màn hình nhé. Đấy, hiện tại thì cháu Đào đang có đây là trà mắt gan các bác ạ. Đấy, một túi này thì 1 cân, khi mà các bác mua ấy, thì cháu sẽ gửi theo túi này luôn. Và trên này thì có logo của cháu Đào này. Đấy, đây là số điện thoại của cháu Đào. Đấy, khi mà cái này thì dùng rất là tốt. Hôm trước thì cháu Đào cũng có nói qua rồi. Đấy, khi mà uống vào ấy thì là đây là mát gan bổ thận. Cái này thì giờ cháu Đào cũng đang dùng trong gia đình của mình. Đấy, mỗi ngày thì cháu Đào sẽ lấy một nắm ra để đun. Đây là đun thành nước rồi và gia đình đang sử dụng thay nước lọc hàng ngày luôn. Đấy, cái này thì những bác nào mà hay uống rượu chè thì mua về để mình pha uống thay nước hàng ngày thì nó giải độc gan rất là tốt các bác ạ. Đấy, ngoài ra thì cháu Đào cũng có thêm sản phẩm là thuốc dạ dày. Ở đây thì cháu Đào đang có một liệu trình này. Đấy, trên mặt thì cũng là tem và logo của cháu Đào. Ở đây là một liệu trình của nó thì có 3 bột và 2 cao. Cái bột này thì khi mà các bác sử dụng ấy thì mình có thể pha với lại nước nóng này. Ngoài ra thì cái cao này thì mình có thể là cắn dùng trực tiếp hoặc là mình pha nước nóng là nó sẽ tan ra và dùng bình thường thôi các bác ạ. Đấy, ngoài ra thì còn thêm một sản phẩm nữa, đó là thuốc xương khớp. Đấy, hôm trước thì cháu Đào cũng có nói qua và cũng có vài bác là cũng mua ủng hộ cháu Đào rồi. Đấy, thuốc xương khớp này thì trước đây là cháu Đào cũng có mua về cho bố cháu Đào dùng. Thì các bác cũng hỏi bảo là dùng có tốt không. Thì theo như cháu Đào thấy người nhà sử dụng ấy, thì cũng rất là tốt. Nên là cháu Đào cũng mới quảng cáo lên trên kênh hữu ích với lại các bác nào ấy, thì các bác có thể là mua để cháu Đào là gửi toàn quốc luôn các bác ạ. Và hiện tại thì mẹ cháu Đào cũng đang sử dụng liệu trình đầu tiên ở nhà. Đấy, bây giờ thì mời các bác cùng cháu Đào đi vào nhà của bé Nu nhé. Các bác ạ, hiện tại thì cháu Đào đang có mặt tại khu vực nhà của bé Nu. Đấy, hôm kia thì cháu Đào cũng có lên nhà và qua thăm bé. Nhưng hôm đấy thì do là mưa to quá, cháu Đào cũng không mua được đồ đạc gì vào cho bé Nu ấy. Hôm nay thì cháu lại tiếp tục đến và thay mặt các bác là mua một chút phần quà vào thăm bé Nu các bác ạ. Ở đây thì ngày hôm nay là cháu có mua cho bé Nu là một thùng mì tôm và một thùng sữa, 2 dây cá hộp và một túi phở, một khay trứng. Đấy, tổng chi ngày hôm nay cháu Đào có mua vào cho bé Nu là hết đi 780.000. Đấy, còn lại là 13.864.000 đồng. Đấy, cái phần quà này thì các bác gửi tiền ấy cũng dặn cháu Đào bảo là giữ hộ bé Nu để lúc nào mà bé Nu đi học ấy thiếu đồ đạc gì rồi cháu Đào sẽ thay mặt các bác là mua đồ cho chỗ của bé Nu các bác nhé. Đấy, các bác có thắc mắc ở chỗ nào không hiểu hoặc là cháu Đào chưa rõ ràng chỗ nào thì các bác vui lòng liên lạc qua số điện thoại của cháu Đào. Cháu Đào sẽ nói rõ hơn ở những thước phim sau. Còn là bây giờ thì mời các bác cùng cháu Đào đi vào nhà của bé Nu. Đấy, hôm vừa rồi cháu Đào vào trong này thì cháu Đào cũng có kê khai qua với lại chỗ anh Cơ rồi. Đấy, hôm đấy cháu Đào vào thì bố mẹ của em Nu đi vắng không có ở nhà. Đấy, hôm nay thì không biết là bố mẹ là đã về chưa. Đây, anh cameraman là cầm hộ em 2 túi đồ này vì cũng khá là nhiều đồ ấy. Đấy, hôm nay thì đường vẫn rất là trơn thôi. Tuy nhiên thì cháu cũng cầm quỹ của các bác khá là lâu rồi nên là vẫn là cố gắng lên trên này. Nhà của bé Nu thì đang trong quá trình là sửa nhà và cũng sắp hoàn thiện rồi các bác ạ. Đấy, sửa được 2 ngày thì là bây giờ nhìn trên đường xuống ấy. Bây giờ nhìn trên đường xuống ấy là nhìn còn không biết là ở nhà của Nu rồi. Đấy, mới với lại là rất là khác biệt so với lại cái căn nhà cũ trước đây. Hôm nay chắc là bố của bé Nu ở nhà rồi, tại vì là nhìn thấy xe để ở trên đường. Chắc là chú cũng vừa mới đi đâu về. Đấy, chiếc xe là vẫn còn dính rất là nhiều đất. Trên vùng cao của chúng cháu thì mùa này là đang mưa rất là nhiều. Đấy, không phải mỗi tuyến đường vào đây mà các tuyến đường đi lên huyện hoặc là đi xuống tỉnh ấy đều là sạt lở hết và rất là khó đi. Hôm nay cháu thì là đi từ đoạn đường khác lên ấy, rất là xa. Mình hôm nay mưa chắc là gia đình là đang
tạm nghỉ, chưa tiếp tục là bào những cây gỗ này được. Bé Nu ơi, rất là im, không biết là có ai ở nhà không. Nu ơi, ở nhà không biết Nu ơi. Ở nhà đóng cửa này. Ê à, xin chào nhá. Anh Nu đâu rồi? Ờ. Nu đi nhà nó. Ờ vâng, cô đang ngủ chưa ạ? À? Cháu để tạo xuống ngang cái chiếu này nữa. Nu đâu rồi à cô? Nu đi. Nu đi tiểu không bỏ đi. Ông mù hôn được lo mày. Mùa ông mù hôn được lo nhá. Hay là trên đó tha nhá. Bé Nu là giờ trưa đang rất là nóng ấy, nên là lên trên đường để tắm ở trên này rồi các bác. Vâng, cháu rất cảm ơn cô. Đấy, chú là đang ngủ ở bên này. Cô chú là vừa mới về à cô? Nên nhà con lò lò này đó. Thế hả? Ừ. Thế nhà con mùa xa tỷ ú lò nè. Mùa xa tỷ ú lò lò. Chị lóc có chơi lò? Chị cầu lò. Chú là có uống một chút rượu rồi, nên là buổi trưa ấy uống rượu vào rất là mệt. Chú đang nghỉ ở giường của bé Nu. Cô chú là ăn cơm chưa? Nên nó mỏ lò. Tới từ chị tao nó xuống mà. À dạ, chị tao nó lò. Bây giờ này là cũng 12 giờ trưa rồi. Cô chú là về là ngủ luôn. Anh cũng không ăn uống gì. Thế bé Nu là ăn cơm chưa hả cô? Nú nó mỏ chị tao? Nó là. Nú nó lò. Tả nó thêm mùa xì. Ờ, nó là thêm mùa xì. À, chắc là lấy xe đạp lên trên kia để đi tắm rồi. Đấy cô ngồi đây đi. Ở dòng ỏ này đó. Đấy, chú đang nghỉ trưa ấy, thì có lẽ là cháu Đào vào nói chuyện với lại cô thôi. Thế là tình hình sức khỏe của cô dạng này là sao rồi à cô? Từ khi đeo cái dây vào là cô có thấy đỡ hơn không? Nó có cho là cho tao có bỏ giống như chín à? Chị tao rõ cả, chị tao bỏ cả. Chị tao bỏ là? Mua sẽ chị tao bỏ. Cả bỏ xí mình chỉ xí? Xí mình chỉ mềm xí mềm mềm thế xí nào. Mà xí nó mò, nó tao hỏi mò mò nó bà thế. Mò nó chắc cao động. Này thì cô phải đeo thêm một thời gian lâu nữa, tại vì là không phải là cứ đeo và phát là nó khỏi luôn được cô ạ. Thế cô cứ chịu khó đeo tròn một năm nhá. Ô, cho tại ít sống thêm báo tàu. Vâng, cô cũng bảo là từ hôm đeo đến giờ thì là cũng đỡ hơn chút rồi bà. Đấy, có lẽ là bà Nga với lại cô Hoa thì cũng đang theo dõi những cái thước phim mà cháu Đào chia sẻ ở chỗ nhà của Nu. Thì hôm nay vào là cháu cũng hỏi qua ấy cô ấy, thì cô cũng bảo là cô đỡ hơn một chút rồi. Đấy, nhưng mà vẫn thấy lâu lâu là vẫn nặng nặng trong người ấy. Nhưng mà cháu cũng mới bảo là đeo một năm ấy thì mới đỡ hơn được. Đấy, hôm nay là cháu mua quà vào để thăm bé Nu cô ạ. Lúc này u rũi khó khổng là bút Nu nè. Đấy, hôm qua thì cô không ở nhà thì cháu cũng vào và cũng có gặp anh Cơ rồi. Đấy, như vừa rồi cháu có đưa bé Nu đi xuống dưới kia ấy, thì có các bác là gửi cho bé Nu. Đấy, tổng quỹ là cháu nhận được là 31.600.000 nhá cô nhá. Nông ú cho Nu bế mù hông mà lâu dù tụi mà bế cháu bế cháu ý cho cháu bùa. Mà thảo bế cho Nu là chê mà bế dùng một ta có cháu cho chua bùa chứ cháu cháu xia. Vâng, đấy cộng với lại 780.000 hôm nay cháu mua đồ và cho bé Nu nữa ấy, thì là tổng chi là hết đi 17.736.000 đồng. Đấy, cái số tiền còn lại bây giờ cháu còn giữ của bé Nu là 13.864.000 cô nhá. Nông ni u rua cho không nên nó bút Nu mà ta mua xà bùa gì cháu xiết này. Đấy, mà nhìn đi cháu nhẹ hay chẳng xua Nu mà có bế cho gì bùa cháu cho béo xiết nhá. Giờ Nu cho nhẹ. Cháu nhìn đi mà là cho bò hay tiền u pát nâng ca thẳng từ mù cần tơ lo rũa chỉ mà hay u pát rũa bút nữa nè. Đi tiền dọn dọn nhẹ thì hát xa thì yo nên mua lo thì cái rũa ý tổ chia mềm mềm tê yo dọn dọn nhẹ thì mua mua thì lúc chơi này ca mù chạy nhẹ tổ ua thế sự chơi thì xin mua mua thì sao là mù mù chạy khó nhẹ nè tổ những thia muốn ba là xài hãy họ mày mày mua lì tổ ua lú chế thì chỉ mua nhiều thì hát xa thì cho nhớ lì mà nay tớ ua tàu là ba tổ mà mua dụng chỉ tà mà chơi họ mày mày mà mua bố tổ nô thì mua vô ít tổ chơi mày mày rồi nhiều. Vâng. Lý do chọn nhẹ. Vâng. Cái này thì cháu cũng không tự quyết định được cô ạ. Đấy, cô chủ nhà đang bảo là cái số tiền còn dư lại là 13.864.000 này thì cũng bảo là trao lại cho gia đình để gia đình là đi mua lấy con vật nuôi về. Tuy nhiên thì
Đây là những phần quà của các mạnh thường quân. Khi mà các mạnh thường quân gửi cho cháu ấy, thì về nhà là các bác cũng nhắn lại là phần tiền này thì sẽ giữ để bồi bổ cho Nu này. Cái đấy là cái cần thiết nhất. Và cái thứ hai thì khi mà Nu đi học thì mua đồ đạc cho Nu. Thế nên là cháu cũng không tự ý quyết định là trao lại cái phần tiền còn lại cho gia đình mình được. Thế trong nội dung này thì cũng mong sao là các bác mạnh thường quân gửi tiền ấy, đấy, xem được và nhắn liên lạc với lại cháu Đào để cháu Đào biết ra cách giải quyết. Đấy, xem là có nên đưa lại cho gia đình hay là giữ lại cho bé Nu các bác nhé. Cái này thì cháu đang hỏi ý kiến của các bác thôi, tại vì đây là các bác gửi quà. Ý là cho nhiên đi lời dù lò mà lời hãy bếp thì bếp bát tua mà ý là dù cho út ni là bút nù này thì mù cần tơ ấy mù cần tao nếu mù cần tao thế ở chỗ tiền nếu rong mình chỉ mù cần tao thế mà thì tôi cho nhẹ thì mù trái nhẹ mù lì lò ở lúc chơi thế suy chơi thì nếu xin mua mua thì ở nhà tôi mua mua chỉ xin phải mua lúc chơi ở thế sẽ bỏ rong nhau đi cái thế mua chỉ mua như thế mua trái như tôi ở lại thế à thì sa thì cho nay là mua tôi thì là ba tôi thì nay sa tàu mà chua hơn tàu mà nay mua thì mua cho ít tôi chỉ mày mày lo nhiều mà thế li ở chỉ mua như ở mua trái như tôi ở lúc chơi thì ở cái sẽ bỏ dù cho nè tôi sẽ bỏ ra đặt bỏ vô rong sứ ở nè chú vâng thế để cháu về cháu hỏi ý kiến của các bác gửi tiền đã cô nhá. Đấy, cô cũng bảo là trao lại cho gia đình để gia đình mua con bò ấy. Đấy thì cô cũng vừa mới nói xong bảo là gia đình vừa mới đi vay tiền về để sửa cái căn nhà này, thế thì gia đình mình vay bao nhiêu tiền à? Nên một trái hắn đó như là kho lúc trên ý và lúc trên thì một trái nành cầu trổ lọ của thế hả nành cầu trổ lọ ấy ấy cũng bảo là đi vay về 20 triệu để sửa lại cái căn nhà này, để khi mà sửa xong ấy thì cũng mong sao là cô với lại bé Nu là không ốm nữa. Đấy, cô cũng bảo là gia đình ấy thì lúc nào cũng có hai người ốm, nên là khi bé Nu về rồi thì bố mẹ cũng không yên tâm ấy, nên là có đi vay tiền về để sửa nhà. Đấy, nhưng mà cái khoản tiền mà giờ cháu đang giữ ấy thì cô cũng bảo nếu mà trao lại cho gia đình ấy thì cái khoản tiền đấy cũng chưa đủ để mua một con bò. Đấy, với lại là cũng trả nợ ấy thì cái đấy là gọi là ngoài lề rồi, vì cái phần quà này khi mà các bác gửi cho cháu ấy thì cũng không phải là gửi để cho gia đình sửa nhà hay là mua con vật nuôi, mà các bác gửi thì vì thương bé Nu để đưa bé Nu đi chữa bệnh ấy. Đấy, giờ tuy là bé Nu cũng may mắn là khỏi bệnh về nhà rồi ấy, nhưng mà cũng đang trong quá trình là hồi phục. Đấy, vì bé đã nằm suốt 3 năm ấy nên giờ về là cũng cần ăn uống hẳn hoi để em là có sức khỏe ấy. Đấy, nên là để cháu về xong rồi cháu hỏi qua ý kiến của các bác mạnh thường quân đã nhé. Nếu mà các bác bảo là bây giờ Nu về khỏe thì trao lại cho gia đình ấy, thì cháu sẽ có trách nhiệm là mang tiền vào trao lại cho gia đình mình cô ạ. Ý là cho nhiên là lò mà lơ hay ý là tao hay bú ôi nên đi u mùa mà u nồng là say ý là thì lơ bú u dù bú nê ấy mà u dù bú nê để cho là dù ba ba tuổi cho dọn tà lì trả đây đây chị mô mô nhảy tông cái ha chế chứ nó thế dòng tá mà để cho lý trà mà mô bố tổ nô chế tổ nệ tổ tí cho rõ nhẹ chế thế bố cho mô yô ý tổ chế mê mê lo dù tê ồ nì nì mà ư ồ lúc chế gà ư tư chế mô nhì ồ tế mô mô ồ mô tổ nên tê chế là xí bệnh mô ồ mô chế tổ lo xa những thiên nâng gạo trọ lo ủa chứ xếp bệnh, ủa chứ xếp bỏ dù cho nè tu bỏ rong sư ở chỗ vua ca giờ tu lọc xa xa tu thế sư mà nè xa nè cho tu sư ưu tư hai chỉ mua nhiê thế mà. Vâng, nhưng mà nhà này là mình sửa lại mình cũng chỉ bào đi cho mới với lại thay bộ lô thôi chứ phải không cô? Còn là gỗ các kiểu là vẫn là của nhà cũ trước đây đúng không? Thế nếu lúc chết chết đi gần chân tổng tư là lúc tổng lúc chết cũ chứ mà. Lúc chết cũ, cho vua mà có tu lọc xa xa tu thế chỉ mua nhiê thế nè chứ chúng ta chia này yêu cho vợ này cho nên mà ha vợ lúc cũng sẽ mua cho chị mua nhiều mua cho cái chẳng ý cho bố trẻ sư à thế thì vợ cái cho chào là sư à đây là gia đình đang bảo là thế bố bố là vợ thế sư à từ chị mua nhiều cho chị vợ này tức là nhà mình là thuê người ta làm ấy gỗ cột là vẫn là của cái nhà cũ trước đây thôi. Đấy, người ta khi mà sửa lại thì cô chú cũng lấy một lô mới về để lập. Đấy, còn khi mà làm ấy thì là cô chú thuê người ta làm. Thế là mình thuê người ta làm là bao nhiêu tiền hả cô? Để bó là ủa hắn đó nhé. Là ủa bó cháu trọ là ủa. Cháu trọ là. Đấy, thuê người ta bào thì hết 6 triệu đồng. Đấy. Thế là tổng cả bào với lại sửa mới hoàn toàn thì là 20 triệu à? Nên chảy nánh cháu trọ là ủa ta là. Ủa vừa giờ sợi ha sợi tôi chỉ đâu thấy cho vừa theo sợi thấy cho vừa theo ít bó trâu chó mà sẽ tờ vừa ta cho vừa cho nó thấy hay ở ít để chỉ mua nhẹ mà
mua bò lại ở xã rồi dụ rồi mà vô cho non mà ha non tôm tàu rồi non tàu đùa rồi cho trông mà non tôm tàu rồi vô xã ta lo mà chơi vô này khó thì cháu đây này đứng này bỏ ra nhà chơi đặc biệt cho chó theo mà ha cho cháu vô thì chỉ tao thề này. Vâng. Cô đang bảo là nếu mà tụng hết cả cái nhà cả lô ấy thì hết tầm 30 triệu đồng cơ. Nhưng mà cái này thì cháu cũng rất là bất ngờ. Tại vì là khi trước cháu lên ấy thì cũng chưa thấy gia đình mình bảo là sẽ sửa nhà. Và vài hôm trước ấy thì mưa cháu không thể lên trên này thăm bé Nu được. Hôm qua khi mà cháu vào nhà mình ấy cháu còn sắp không nhận ra rồi. Tại vì nhà mình là sửa rất là mới mẻ. Nên là bây giờ cái khoản nợ đấy thì cháu cũng không biết là làm như thế nào để giúp gia đình mình. Đấy, các bác vui lòng góp ý cho cháu Đào ở dưới phần comment nhé. Bởi vì cái này thì cháu cũng rất là khó xử. Đấy, tiền thì là tiền của bé Nu các bác gửi cho rồi. Nhưng mà cháu Đào cũng rất là tôn trọng các cô bác mạnh thường quân. Khi mà gửi tiền đến thì cháu Đào làm một việc gì đấy, cháu Đào sẽ hỏi qua ý kiến các bác trước rồi cháu Đào mới ăn làm. Đấy. Nu đâu rồi à bé? Nu về chưa? À, được chị lo lò. Chị bỏ. Mày ngủ hôn lò. Đang về. Mỗ sẽ có từ đó. Má giờ cho đi mà tàu mũ nồng chén nhá nhỉ lo nhá. Mũ chén nồng chén. U nồng nhá, cho bò hay đi trà mà u mà cho cắt thua hay đến đi. Bây giờ thì những phần quà này thì cất ở đâu hả cô? Cái này thì hôm nay lên trên này thì ở xã mình thì không có bán gạo nên là cháu chưa mua gạo lên cho bé Nu được. Đấy, gạo với lại thịt thì cháu chưa mua được các bác ạ. Như thịt thì ngày chợ thì là người ta mới mổ để bán thôi. Đấy, còn ngày thường như thế này thì trong xã cháu Đào ấy là một xã cũng là nghèo và khó khăn nhất của huyện Mèo Vạc nên là mua đồ đạc thì hơi thiếu thốn một chút. Đấy, lần sau khi mà lên nhà bé Nu thì cháu Đào sẽ lên trên thị trấn Mèo Vạc để mua thịt và mua gạo cho bé Nu sau. Hôm nay thì trước mắt là mua mì tôm và cá này, phở này, đấy, trứng cho bé Nu trước đã. Đấy, cũng các bác thông cảm cho chúng cháu nhé. Giờ là đợi bé Nu về rồi là nói chuyện với lại bé Nu một chút. Đấy, bé Nu thì tắm ở bên trên này cơ, đấy, khá là xa. Đấy, đi xe đạp đi à cô Nu ấy? Được chạy xe ta xe một lần. Muốn là xe xe. Được chạy xe một lần. Được chạy xe một lần. Đấy thì như nãy cô cũng bảo là bây giờ gia đình cũng đang rất là lo không có tiền để trả nợ cái nhà của mình ấy. Thì theo như cháu thấy là bây giờ ấy, bé Nu là khỏi bệnh như thế là cái mà mình mừng nhất rồi. Đấy, còn những cái sau ấy thì mình từ từ để tính thôi cô ạ. Mà nó mau nồng nồng thì nó chỉ mó mà. Mama có nhỏ từ dự tì mà nếu nhỏ chỉ tàu nó xì lòn thổ phải cho lòn nhỏ chứ sẽ chắc là dạo này thì mấy hôm nay là thấy đổi thời tiết nên là bé Nu cũng bảo là buổi tối ngủ thì kêu mệt. Nhưng mà thời tiết như thế này lúc mưa lúc nắng ấy thì cũng dễ ốm thôi các bác ạ. Còn về vấn đề nhà của Nu ấy thì bà Nga cũng nói chuyện với cháu Đào rồi. Bà cũng bảo là bây giờ thì yên tâm, mọi thứ là cũng sạch sẽ mà làm rất là thành công rồi. Đấy. Vậy. Đó là tiếng gì hay Nu là chê? Ừ, trời khó khăn cao nên mà chết xế ổ. Anh cơ vậy không hả cô? Dạ. Cơ lò? Ừ. Nơi tiền cho như cha vậy chó? Ừ, nơi tiền cho như cha mà mua tiền. Mua bố sáng tiền mua cho ý tổ chia mê mê rồi chứ cho nhẹ ổ chứ mua chứ. Vâng. Thì các bác ngày hôm nay khi mà vào thì cháu Đào cũng nhận được rất là nhiều lời từ gia đình là muốn một lúc là cháu Đào trao lại hết những khoản quỹ mà còn dư lại nãy cháu Đào vừa kê khai ấy, là hơn 13 triệu đồng. Đấy, khi mà cháu Đào ngồi đây thì anh cơ trên kia là cũng biết là anh em cháu Đào vào để thăm bé Nu thì anh cũng gọi cho mẹ của anh cũng bảo là Đào lại vào và ấy cũng bảo là cái tiền còn dư lại mà Đào cầm ấy thì Đào vào thì bảo Đào là đưa hết cho gia đình đi. Đấy, nãy thì hai mẹ con nói chuyện thì cháu Đào ngồi đây là cũng có nghe thấy và cháu Đào thì cũng vừa mới hỏi qua chỗ mẹ của anh cơ thì mẹ anh cơ cũng tự nói ra là như thế rồi. Đấy. Ý là thì Pek, chúng cháu cũng muốn làm cho xong lắm cô ạ. Tại vì cầm tiền các bác ấy thì là cũng phải có trách nhiệm là làm cho đến nơi đến chốn. Đấy, nhưng mà cái này thì cháu Đào cũng vừa mới nói qua rồi. Đấy, để về xong rồi cháu Đào sẽ thước phim này thì cũng mong sao là được các bác là góp ý bên dưới này. Và những bác mạnh thường quân gửi tiền ấy thì vui lòng là liên lạc lại cho cháu Đào. Đấy, để cháu Đào là biết cách xử lý tốt nhất các bác nhé.
nếu mà giờ cháu Đào nghĩ như thế này các bác ạ, nếu mà giờ cháu Đào trao lại hết cho gia đình ấy thì cũng không biết là bố mẹ sẽ sử dụng cái phần tiền còn lại đấy vào mục đích gì. Đấy, chắc là bây giờ đang làm nhà thế, nếu mà trao lại cho gia đình thì gia đình là sẽ mang đi để trả nợ này, hoặc là mua lấy con bò. Đấy, nhưng mà con bé Nu thì sao ạ các bác? Đấy, nếu mà như thế thì về sau ấy thì ở nhà bà con trên vùng cao ấy thì các bác theo dõi những thước phim thì cũng biết rồi. Đấy, người ta cũng chỉ ăn mèn mén thôi. Đấy, nếu mà trao cho hết thì những lần sau ấy chúng cháu không còn quỹ nữa, cũng không còn lên thăm được bé Nu thường xuyên nữa ấy, thì bé Nu sẽ ăn uống cái gì và ở như thế nào. Đấy, cũng rất là khó xử. Ấy là tiền là cho bò thì cho nhiên đi mà pết tua mà ấy là tiền pết tua ấy mà pết rùa cho út ni là pút nú nọ nè nè lo ô mà nè tiền tu ni cảo tiền cho cho nhẹ chứ ni nè ni nè rong tiền mà ni cho chè kia mua lò cho nè chứ yêu tổ lò cho mua cho ít tổ chưa mấy mấy lò dầu sao mà lấy pết mong kệ ý là lo tê mà chỉ cho chị chạy theo liều, bé muốn kể cho cho nhẹ ô, rồi chỉ bỏ một khí đại nhẹ có khó từ lo chứ. Mua chị à, chú đào cũng vừa mới nói với lại à, ý tổ chức chỗ mà mày hiểu sao rồi, nên trên này mà nên vô là bố nên nó ta chị ta. Đấy, cô nói thì một phần cũng đúng thôi. Cô bảo là tiền ấy thì nếu mà giữ xong rồi là mỗi lần vào là mua đồ đạc vào cho nuôi ấy. Hôm nay không hết thì có thể là ngày mai hết. Tiêu đồng này đồng ra đồng vào ấy thì nó cũng sẽ hết thôi. Còn nếu mà đưa lại cho gia đình thì gia đình sẽ đi mua con bò thật các bác. Đấy, cô cũng vừa mới nói như thế. Mình bảo đi mua con bò về rồi là gia đình còn có con vật nuôi để phát triển kinh tế. Đấy, còn như thế thì để cháu về thăm cháu tính nhá. Đấy, anh Cơ thì có lẽ là anh cũng theo dõi những thước phim của em thôi. Đấy, trong thước phim này thì anh cũng có thể là xem các bác góp ý ở dưới phần bình luận ấy. Đấy, xem là các bác sẽ nói như thế nào và mình nói với lại bố mẹ của mình ấy. Đấy, rồi như thế thì cháu cũng cảm thấy rất là khó xử. Thế nên mà lời giàu, lời thì ó rồi biết thôi mà lời cho bỏ cho giờ hay đi chà mà biết mà hay nhá. Ý là nên đi u tuổi nhé là cho bỏ cho giờ bút nù ni ga u tư chỉ dùng nhó thế này. U có sao, u có ta kia này, u có hu này. Lê mà ô lô chê tại nhiều lô chê tá mà xỉ đi chơ sẽ để mua bố ô tô lô mua lô này nó tá theo sư chê ô mô hãy là cho bố thế là hãy đi chào thế hãy dạng mà mua lô trò này chơ ô tô lô mô yô ý tô chê mê mê xạo chỉ mua á chì ô khó tư rô tư mô tại nhiều tô ô sư chê chị bỏ cả mồ ô rồ ô á chị cái lò mồ ô chị tàu rồ thì chị mua nhé. Vâng. Chị mua ít đại nhẹ mồ vô ít tổ chức mềm mềm vô mà mua lò khó sang chị ta là ba tuổi mua khó sang vâng, chị ta mà mua. Dạ vâng. Ừ, lò chơi vô ít tổ chức mềm mềm thì cái tàu dù nhon tàu mà. Vâng. Thế thì trong cái nội dung này cháu về cháu sẽ đăng tải lên và hỏi ý kiến các bác đã nhé. Cháu không tự quyết định được cô ạ. Với lại cô cũng hay nói bảo là cô đang nợ rất là nhiều, cũng mong sao được các bác giúp ấy. Cái này thì cháu không biết. Cháu trước đây lên thì cháu rất là thương bé Nu, nên là cháu cũng đưa bé Nu đi khám thì cũng rất là may mắn là được các bác ấy là giúp đỡ kinh phí. Bây giờ dư lại thì về thì nếu mà cô chú nói như thế thì để về xong rồi là cháu hỏi qua các bác. Đấy, còn nội dung này thì có lẽ là cháu Đào cũng dừng lại ở đây thôi các bác ạ. Cũng, mong sao là được các bác góp ý để cháu Đào là có cách giải quyết và xử lý là nhanh nhất và hợp lý nhất các bác nhé. Cũng hẹn gặp lại các ông bà, cô bác, anh chị ở những thước phim tiếp theo thôi ạ.